nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thư Nguyệt tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya dịch bởi Tàng Thư Quan. Chương 10 Bảy ngàn năm trước, tổ tiên của người không tang là tinh tôn đại đế đánh đuổi băng tộc, hủy diệt hải quốc, thống nhất vân hoang, thành lập vương truyền bỉ lăng, thiết lập lăng mộ của mình và hoàng hậu Bạch Phi tại đế vương cốc ở núi Cửu Nghi, lại đồng thời tạo ra thần miếu, từ đó về sau, các đời đế hậu không tang đều được an táng ở đây. Cách mỗi ba năm, đế quân sẽ xuất lĩnh lục bộ vương thất đi đến thần miếu Cửu Nghi, tiến hành thịnh đại tế tự điển lễ. Thông thường, người bị đưa đến thần miếu Cửu Nghi làm thần quan, quá nửa là con cháu dòng giống xuống dốc của lục bộ, bởi vì họ không thể kế thừa tước vị cũng không được chia ra sản gì chỉ còn một con đường duy nhất là lên thần miếu cửu nghi tu hành cố gắng làm tốt phận sự mong có được một thần chức có thể còn có ngày nổi danh nàng không biết sư phụ xuất thân từ bộ nào trong lục bộ nhưng nếu đã được đưa đến cửu nghi khẳng định cũng không thể là từ gia đình đắc thế nào hơn nữa nói cho cùng thứ mà thần quan trong thần miếu cửu nghi phụ trách cũng chỉ là tết tự tổ tiên thủ hộ vong linh đâu thể nhúng tay quyết định chuyện trọng đại của vương thất nhưng mà thời ảnh cũng không trả lời câu hỏi của nàng bỗng nhiên ho khan vài tiếng lấy trong lồng ngực ra chiếc khăn tay lau qua khóe miệng trên khăn lụa trắng phao đột nhiên hiện ra vệt đỏ sư sư phụ chủ nhan lấy làm kinh hãi sợ đến lắp bắp người bị thương rồi ạ à? nội thương chút xíu mà thôi không đáng ngại thời ảnh cất khăn tay đi thản nhiên nói nàng ngây ra nhìn y thì thảo không hiểu người người cũng có thể bị thương sao nhà ngươi nghĩ ta đây mang thân bất tử à y lãnh đạm nhìn nàng một cái lấy một người địch vạn người là chuyện dễ dàng lắm sao nàng nhất thời không dám trả lời một lát sau mới hỏi chiều chiều ban nãy ấy tên là gì nhỉ vì sao người không dạy cho con không có tên thời ảnh thản nhiên là ta vừa sáng tạo tại chỗ thôi. Chu Nhan nghẹn lại dây lát thì thầm, chiều đó lợi hại quá, người dạy cho con có được không ạ? À? Không được. Thời ảnh không thèm nhìn đứa đệ tử này, tư chất nhà ngươi quá kém, tầm này còn chưa học nổi chiêu ấy. Nếu như cứng đầu muốn học sẽ không tránh khỏi phản phệ, tự khiến mình bị thương, tuyệt đối không được. Vậy, Chu Nhan cúi đầu xuống, chán nản thở dài. Đúng vậy, khi đó sư phụ tay không đón mũi tên vạn quân lui tránh nhìn thì cực kỳ uy phong nhưng thật ra nàng cũng biết loại pháp thuật có sức mạnh lớn như vậy thì đồng thời cũng phải kèm theo phản phệ cực lớn sợ rằng chỉ một chiêu cũng đã phải tiêu hao hơn nửa phần chân nguyên nhưng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần gặp ác mộng trong rừng rậm kia ra nàng chưa từng thấy sư phụ bị thương dần dần liền cảm giác thầy mình là kim cương bất hoại lá thư kia, chu nhan tiến tới muốn nhìn xem y viết cái gì, nhưng y lại đúng lúc nhét lá thư vào, nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lại cũng không dám hỏi nhiều. tính sư phụ xưa nay nghiêm khắc lạnh lùng đối với lòng hiếu kỳ nho nhỏ và tính cách chọc ngoáy lung tung của nàng, kiểu gì cũng đón đầu tạt cho một gáo nước lạnh thôi. Thời ảnh gấp lá thư thành một con hạt giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi, hạt giấy liền sống dậy, mở hai cánh hướng ra ngoài kim chướng bay đi. Pháp thuật dùng hạt giấy truyền thư này là công phu nhập môn nền tảng trong pháp thuật. Chính bản thân nàng cũng biết, chỉ có điều gấp không có nhẹ nhàng đẹp mắt như vậy. Hạt của nàng không phải quẻ chân thì là gãy cánh, bay cong bay vẹo, không cầm cự nổi mười dặm nữa. Nhìn hạc giấy biến mất trong gió tuyết, thời ảnh trầm ngâm trong giây lát, bỗng nhiên mở miệng. Nói đi, rốt cuộc nhà ngươi muốn lấy chồng như thế nào? Chu Nhan không ngờ, đột nhiên y lại hỏi kiểu này, không khỏi sừng sốt một chút. Dạ, nói ra nghe coi. Thời ảnh chắp tay nhìn ra phong tuyết bên ngoài lều trướng, trên mặt không lộ biểu cảm gì, thản nhiên nói. Để lần sau, ta bảo xích vương lựa chọn cẩn thận, đỡ cho nhà ngươi cứ phải nghĩ kế lăn qua lăn lại. Ôi chao, con thích... Nàng vốn định thốt lên, thích một giao nhân vừa tuấn mỹ vừa dịu dàng như uyên, nhưng lời đến khóe miệng nàng lại chợt ngậm miệng. Đúng vậy, tính cách sư phụ trước giờ luôn cứng nhắc cổ hủ, nếu như biết nàng bị một nô lệ giao nhân làm cho thần hồn điên đảo, còn không mắng chết nàng sao? hơn nữa phụ vương luôn dặn đi dặn lại không nên nói chuyện xấu trong nhà ra bên ngoài bằng không sẽ chém đứt chân của nàng luôn con con cảm thấy nghĩ tới đây nàng lập tức thông minh đổi giọng che giấu thuận tiện đổi thành nịnh hót luôn như sư phụ thế này là tốt nhất luôn đôi mày thời ảnh khét động quét ánh mắt sắc bén nhìn lại nàng lại càng hoảng sợ liền vội vàng rụt cái cổ lại lẽ nào nịnh hót mà hót nhầm chỗ rồi sao Chớ có nói nhảm. Thời ảnh lạnh lùng nói, thần quan không thể lấy vợ. Con biết, con biết. Nàng vội vã, chữa cháy, bình tĩnh lại, mặt dày nói. Ý của con là, con đã được chứng kiến phong thái tuyệt đỉnh như rồng giữa loài người đương thời có một không hai như sư phụ rồi, thì nam tử khắp trong thiên hạ, còn có mấy người có thể lọt mắt con được nữa, cho nên mới bị lỡ làng đó. Nịnh hót thế, đến chính nàng cũng sắp ói đến nơi rồi nhưng mà sắc mặt thời ảnh quả nhiên hơi giãn ra không thể dùng tiêu chuẩn như vậy để bắt cha ngươi đi tìm được một lúc lâu sau sư phụ lại thở dài bằng không cả đời này cha cũng chẳng ai thèm lấy ngươi đâu cái gì có cần rát vàng lên mặt mình thế không còn nói đến hiển nhiên như thế chù nhàn âm thầm nôn do một ngụm máu gắng gượng lắm mới nuốt được câu này xuống lại nghe sư phụ nói tiếp xích vương chỉ có một mình con là con gái sau con lúc nào cũng giống như đệ đệ ta không lúc nào khiến người khác bớt lo đệ đệ chu nhan không khỏi có chút bất ngờ sư phụ từ nhỏ đã tu hành ở thần miếu đi đâu cũng chỉ một mình sao tự nhiên mọc ở đâu ra một đệ đệ chẳng lẽ y không phải là thiên sát cô tinh không cha không mẹ chui ra từ tảng đá hay sao chứ sư phụ có đệ đệ sao chu nhan nhìn không được hiếu kỳ thốt lên đệ đệ người làm nghề gì vậy thời ảnh không trả lời câu hỏi của nàng chị liếc nhìn nàng một cái ánh mắt kia nhất thời làm lưng nàng rét run nuốt hết lời còn lại xuống bụng nàng rất sợ chạm phải vậy ngược của sư phụ vội vã đổi trọng tâm câu chuyện vậy lần này người tới tây hoang là đã biết trước âm mưu của đại phi rồi ư ừ y thản nhiên trả lời là thông qua dự kiến trong thủy kính hay thông qua bốc quẻ? Nàng có chút ngạc nhiên, cuốn lễ y thỉnh giáo, phải nhìn thế nào mới ra được ạ? Thời ảnh chỉ trả lời hai chữ, vọng khí. Ồ, có phải bởi vì thi hành ta thuật nhất định phải tụ tập một số lượng lớn sinh linh? Bọn họ giấu nhiều người hũ ở đây như vậy, oán khí tận trời cho nên có thể cảm nhận được chỗ này không đúng lắm phải không ạ? nàng cố gắng giải thích ý của sư phụ nhưng nghĩ mãi vẫn có chỗ không hiểu được thế nhưng làm sao người biết con tính đào hôn chuyện này nửa đường con mới quyết định thôi ạ à? cũng chỉ nói cho ngọc phi và vân man đến mẫu phi cũng không biết sư phụ làm thế nào mà lại biết được tài thế nhỉ cái này lẽ nào cũng có thể vọng khí không thể y lạnh lùng mở miệng trùng hợp thôi nàng thoáng cái nghẹn họng thì ra không phải y muốn giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn mới đến đây. Có khi năm năm nay y còn chẳng buồn nhớ đến nàng. Lại nghĩ tới lúc trước mẫu thân còn bảo nàng chạy tới núi cửu nghi nương tựa người này. Trong lòng lại không khỏi dâng lên cơn đắng ngắt. Mặt mũi ủ rũ, đôi mắt cũng mở đi. Thời ảnh nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi, rốt cuộc mới nói thêm mấy câu. Gần đây, ta đang điều tra một chuyện liên quan đến giao nhân, nên mới xuống núi. Ồ, thì ra là vậy. Nàng gật đầu, có thể để cho sư phụ phải ngoại lệ xuống núi, nhất định là chuyện gì lớn ghê lắm đây. Thế nhưng nếu y đã không chịu nói rõ, nàng có hỏi cũng chẳng được gì. Chu nhàn suy nghĩ một lát lại buồn bực hỏi: "Thế nhưng vì sao chỉ có một mình sư phụ đến?" Thời ảnh nhẫn nhịn giải đáp nghi vấn của nàng: "Trước khi chưa có chứng cứ, không tự tiện ý kinh động đến đâu, cho nên chỉ có thể một mình đến đây tìm hiểu qua tình hình." đến điều tra nửa tháng cũng chưa được manh mối gì rõ ràng may mà tối qua con đảo hôn chuyện đột ngột xảy ra làm cho bọn họ loạn chân tay lộ ra kẽ hở chu nhan thoáng cay ngớ ngẩn người người không phải nói phụng mệnh lệnh đế đô tới đây sao còn nói đại quân sắp đến nơi rồi thời ảnh lạnh nhạt nói lúc đó mà không nói vậy thì trấn áp quân đội thế nào được nguy hiểm quá nàng nhìn không được kêu lên chỉ cảm thấy phía sau rét run vạn nhất kha nhĩ khắc lúc đó lỡ bước tạo phản quân đội nhiều như vậy hai chúng ta chẳng phải bị bắn thành con nhím rồi sao đoán nhân tâm là chuyện khó hơn cả pháp thuật đấy kha nhĩ khắc là người như thế nào trong lòng ta biết rõ y thản nhiên nói còn không có lòng tin với mình cũng được chẳng lẽ cũng không có lòng tin với ta sao nàng lập tức ngậm miệng không dám nói gì thêm chuyện ở đây xử lý xong ta cũng phải đi rồi thời ảnh đứng lên nói ta vừa soạn một phong thư nói cho phụ vương con tình hình bên này tin rằng ông ấy sẽ nhanh chóng đến đón con trở về thôi cái gì người người bán đứng con nàng không ngờ rằng lá thư ban nãy lại viết chuyện này nhất thời tức giận đến cứng họng còn đã nói là không về rồi người còn gọi phụ vương đến bắt con người người bán đứng con thời ảnh nhíu mày Phụ vương con thống lĩnh Tây Hoang, trách nhiệm lớn lao, con đừng có thêm phiền phức cho ông ấy. Dù gì con cũng không về. Chu Nhan dậm chân gần như phát khóc, chết cũng không về. Lời còn chưa dứt nàng đã vén mảnh kim trướng lên, xông ra bên ngoài. Đúng vậy, cho dù đào hôn không thành công, nàng cũng không muốn trở lại vương phủ trong thiên cực phong thành. Sẽ trở về lại bị nhốt vào trong lồng che bằng vàng, bị gả đi lần thứ hai, thứ ba cho đến khi nào phụ vương hài lòng mới thôi nếu đằng nào cũng phải chạy đi thì còn trở về làm gì chứ nhưng mà vừa chạy ra ngoài không được mấy bước người nàng bỗng nhiên căng cứng có thứ gì đó giữ mắt cá chân nàng lại chu nhàn theo bản năng muốn rút ngọc cốt ra phản kháng nhưng mà dưới chân bỗng nhiên chui ra một cái dây mây màu trắng Chói gô nàng lại như con heo, kéo nàng bịch bịch trở về, ném nàng bay thẳng lên tấm thảm da dê trong lều, không thể nhúc nhích. Giọng nói thời ảnh vô cùng nghiêm khắc, đừng có quậy phá nữa. Nàng bị chói chặt kéo trở về, tuyết và đất đầy mặt lẫn cổ, trông nhếch nhác thảm hại, tức giận muốn bùng nổ, lại không ngừng dãy giụa. Nhưng nàng càng dãy giụa, chiếc dây thường kia càng chói chặt, không khỏi thất thanh mắng to. Chết tiệt, người, người lại dám chói con. Ngày cha mẹ còn không dám chói Người, cái đồ mặt cá chết kia Mau thả ta ra ngoài Nếu không ta Nhưng mà nàng vừa mới nói được phân nửa Đột nhiên phanh kít lại Còn dám kêu loạn Cẩn thận bị ăn hèo Thời ảnh cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng Trong tay thình lình xuất hiện Một vật giống như cây thước Chính là thẻ ngọc của y Khoảnh khắc ấy, Chu Nhan sợ đến hít về một hơi khí lạnh, giọng nói cũng tắt nghẹn, Tấm thẻ ngọc là pháp khí biến ảo khôn lường của sư phụ, có lúc hóa thành dù, có lúc hóa thành kiếm, thế nhưng lúc nó khôi phục nguyên thì cũng là ác mộng hồi nhỏ của nàng. Bởi vì rất đơn giản, nàng sẽ bị ăn hèo trong 4 năm ở trên núi Cửu Nghi, bởi vì lười nhác bướng bỉnh, nàng rất hay bị ăn đòn, không đọc thuộc khẩu quyết, không vẽ đúng phù triện, đi chơi quên tu luyện tu luyện sai, tàu hỏa nhập ma, lỗi to lỗi nhỏ, chỉ cần y bắt được, nhẹ thì đánh lòng bàn tay, nặng thì đánh đòn, mỗi lần đều đau đến nàng kêu cha gọi mẹ đòi về. Thế nhưng thiên cực phong thành sang ngoài ngàn dặm, thật sự là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Thời gian đã lâu, hôm nay lại nhìn thấy thẻ ngọc này, nàng vẫn run rẩy theo phản xạ. Người, người dám đánh con, con cũng không còn là trẻ con 8 tuổi nữa rồi. Nàng tức giận, gân lên. Con đã 18 tuổi rồi, còn chết mất một trượng phu rồi đấy. Con là quận chúa xích tộc, nếu người đánh con, con... Y nhíu mày một cái hỏi, sẽ thế nào? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chu Nhan tại kênh youtube Kể chuyện đêm khuya, chương 11 Chút công phu bé mọn của nàng có thể uy hiếp gì được Y chứ? nhưng mà chu nhan tức giận hạ quyết tâm lớn tiếng nói người người dám đánh con con sẽ kêu phi lễ con gọi hết người bên ngoài vào có nhiều người như vậy ở đây xem người còn dám đánh con trước mặt mọi người hay không mặt thời ảnh dài ra như cây bơm thẻ ngọc rừng giữa không trung không tin người thử xem thả con ra nếu không con sẽ kêu người tới đó lần đầu tiên nàng nhìn thấy sư phụ do dự lòng vui vẻ không khỏi dáng vẻ càng kiêu ngạo hơn người đâu phi Lời nàng còn chưa dứt, thè Ngọc đã đáp thẳng xuống lưng nàng. Nàng bị đau lập tức kêu to hơn, muốn gọi Ngọc Phi và Vân Man vào cứu. Nhưng lại phát hiện miệng bị thứ gì vô hình ngăn lại. Mỗi chữ phun ra đều biến mất trên môi, biến thành lời nói mới vô cùng khẽ. Nàng biết sư phụ đã hạ kết giới, lòng thầm kinh hãi, dốc hết sức lực giãy rủa muốn thoát khỏi trói buộc trên người. Nhưng mà thế nào cũng không có tác dụng thẻ ngọc liên tiếp hạ xuống, phát lực rất nặng, không chút dung tình. Nàng chỉ đau đến nhe răng trợn mắt, liều mạng dãy rụa. Nhưng càng dãy rụa, sợi dây càng chặt. Đánh mắng như vậy, từ 13 tuổi trở về vương phủ trở đi, nàng đã không phải chịu nữa. Nàng vốn còn muốn chống trả, nhưng y đánh thực sự rất nặng. Nàng đau đến lăn qua lăn lại trên đất, vừa xấu hổ vừa tức giận, dốc hết sức lực mắng y. Thằng cha đáng chết này lại còn thực sự đánh nàng nhớ khi đó mạng của y còn là do nàng cứu ra nếu biết trước y là kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy không bằng để thằng cha vô nhân tính này chết sớm chút có phải xong không trong chớp mắt thề ngọc bỗng nhiên dừng lại người người nói cái gì thời ảnh dường như nghe được tiếng mắng bị chặn ở cổ họng của nàng nhìn nàng lạnh lùng không nói lời nào nhưng thần xác lại vô cùng đáng sợ vong ân phụ nghĩa vô nhân tính chết sớm một chút có phải xong không? cái gì? Y, Y lại còn dùng đọc tâm thuật với mình. Thừa dịp sư phụ xứng lại trong giây lát, nàng rốt cuộc hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực phát ra âm thanh, nhưng chỉ là tiếng run rẩy cầu xin. Đừng, đừng đánh sư phụ, con biết sai rồi. đúng vậy, nàng vốn rất thông minh, biết rõ không đánh lại cũng không trốn thoát, không lập tức chịu thua, còn có thể thế nào? phải biết rằng sư phụ biết đọc tâm thuật, nàng đến oán thầm một câu cũng không được, chỉ có thể lập tức nhận sai mà xin tha. Y đáp lại một câu rồi thu tay, lạnh lùng nhìn nàng, "Sai ở đâu? Con nói thử xem nào." Chu nhàn tê liệt ngã xuống tấm thảm bằng lông chồn trắng, cảm giác toàn bộ phía sau lưng nóng rát, đau nhức vừa xấu hổ vừa đau đớn, thật muốn nhảy dựng lên chỉ vào mặt y mắng to. Nhưng mà biết sư phụ thật sự nổi giận, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chỉ có thể xoay mặt đi, miễn cưỡng nói một câu. Con, con không đào hôn nữa đã được chưa? Chỉ vậy thôi à? Thời ảnh cười lạnh một tiếng không dễ dàng tha cho nàng. Thế còn muốn sao nữa? Nàng rốt cuộc nhịn không được, lòng đầy uất ức, bạo phát gần như quát ầm lên. Ta thứ nhất không vi phạm pháp lệnh, thứ hai không giết người phóng hỏa, thứ ba không phản quốc theo địch. Không, không phải ta chỉ muốn chạy trốn một cuộc hôn nhân thôi sao người đánh cũng đánh rồi mắng cũng mắng rồi còn sai gì nữa chứ đuôi lông mày y khét động đậy thở dài ngồi xồm xuống nhìn nàng gõ thẻ ngọc vào chán nàng con bừng bừng khí thế như vậy được để ta nói cho con nghe con sai ở chỗ nào giọng nói của y trầm thấp mà lạnh lùng gằn từng chữ thân là quận chúa xích tộc bình thường nhận sự cung phụng nuôi dưỡng cầm y ngọc thực của con dân hưởng hết phúc phận ở trên vạn người lại không chút nào vương vấn nghĩa vụ của người vương thất gặp phải việc không hợp tâm ý thì chạy trốn cho xong đó là cái sai thứ nhất mỗi một câu y nói ra lại lạnh lùng dùng thẻ ngọc gõ vào lòng bàn tay nàng nàng đau đến muốn kêu lên lại chỉ có thể cắn răng nuốt xuống Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt Rất sợ còn khóc nháo sẽ bị đánh đau hơn Không quan tâm nhiễu loạn lớn gây ra ở Susa xa ha Halu Người người tự thương vô số Lại chậm chế viết thư báo cho người nhà Khiến cha mẹ ngày đêm lo lắng Thậm chí nghĩ rằng con đã chết Dê con quỷ mẹ quạ đen chăm cha Người thân là con gái vương thất Ngược lại vong ân phụ nghĩa Đây là cái sai thứ hai cái thứ hai, đánh quá nặng, nàng rút cuộc khóc oa lên, nước mắt ào ào rơi xuống chạm vào mu bàn tay y. Thời ảnh cao mày, giọng nói lạnh lùng như ngâm qua nước đá, nói tiếp. Lúc phạm sai lầm không chịu sửa đổi, không nghe giáo huấn, lại còn dám dọa dẫm sư tôn, nói lời chửi rủa đây là cái sai thứ ba. Hiện tại con đã biết sai ở chỗ nào chưa? Bị đánh như vậy, có phục hay không? Không được khóc, Nàng sợ rút người, gắng gượng, không khóc, vội vàng nói Con, con biết sai rồi, con phục, con phục Thời ảnh lại nhìn nàng, lạnh lùng Nói trôi chạy như vậy, chưa chắc đã là thật lòng Chu nhan gần như lại muốn khóc nữa, liều mạng lắc đầu Đồ nhi thật sự không dám, thật đấy Con biết sai rồi, xin sư phụ, hãy thả con ra thời ảnh buông thước ngọc xuống nhìn nàng một cái nói vậy còn muốn nguyền rủa ta chết nữa hay không 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 dám mà. nàng run giọng tiếp tục lắc như chống bỏi ban nãy chẳng qua là bị đánh đau quá nên buột miệng nói những lời không suy nghĩ mà thôi y nhìn nàng lòng lại mềm ra thở dài có điều con thật sự đã cứu mạng ta nếu như không phải có con ta đã chết ở vực sâu thương ngô rồi Nàng không ngờ y sẽ nói những lời này Nhất thời gương mặt giàn rụa nước mắt lại đông cứng hơi sửng sốt một chút Năm năm trước lúc nàng kéo được sư phụ đã mất đi chi giác từ vực sâu thương ngô đi ra Nàng vừa hốt hoảng lại vừa sợ hãi gương mặt cũng giàn rụa nước mắt thế này Bé gái 13 tuổi há miệng run rẩy cõng y, thất thểu băng qua rừng rậm, không ngừng vấp ngã, lại không ngừng bỏ lên, Bọn họ lạc đường giữa khu rừng rậm rạp, y vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng mất một tháng mới đi được khỏi khu rừng rậm ác mộng đó, kéo y đang hấp hối về đến thần miếu cửu nghi. Gian nan khổ sở trong đó một lời khó nói hết, mà nàng lúc ấy còn nhỏ như vậy, nhưng giữa danh giới thập tử nhất sinh cũng chưa từng bỏ rơi y. Sau đó, y mới tặng ngọc cốt cho nàng. Khi đó nàng vừa tròn 13 tuổi, bắt đầu giai đoạn thay đổi từ bé gái thành thiếu nữ. Năm năm không gặp nàng đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà trong khoảnh khắc trường đao đâm thẳng xuống người mình, nhà đầu này vẫn không suy nghĩ mà vọt tới như cũ, liều lĩnh dùng tay không chặn lưỡi đao đang bổ thẳng xuống y. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh mà nàng bộc phát ra gần như giống hệt với nhiều năm về trước. Thời ảnh thở dài đỡ nàng dậy, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Đó là vấn đề của mình sao? Nhiều năm như vậy, y vẫn cô độc một mình, chưa từng học được cách ở chung với người khác. Vô luận là đối với mình hay với người khác, y vẫn trước sau yêu cầu vô cùng hạ khắc. Y có bao nhiêu vô tình, vô lý mới có thể khiến cho đệ tử đang yên đang lành rùa mình chết đi. Thấy ánh mắt sư phụ hòa hoãn hẳn, Chu nhan thầm thở phào nhẹ nhõm Cảm thấy có chút may mắn Sư phụ nhẹ dạ hết giận rồi Xem ra lần này sẽ không bị đánh tiếp nữa Có điều Món nợ này nàng sẽ không bao giờ quên đâu Đau không? Thời ảnh thở dài hỏi Không, không đau Nàng mắng thầm trong bụng Nhưng miệng lại không dám ho he nửa lời Không nên không hiểu chuyện Mặt y giãn ra Nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc Con đã 18 tuổi rồi thân là quận chúa đối nhân xử thế lời nói việc làm đều không thể chỉ lo cho chính mình được vâng vâng nàng liên tục gật đầu dừng một chút nàng lại cẩn thận hỏi sư phụ có thể thả con ra không ai kêu nàng tài nghệ không bằng người ta bị người ta đánh không cả dám nổi giận nàng thề từ hôm nay trở đi sẽ tích cực tu luyện học hỏi pháp thuật lần sau tuyệt đối không thể để mặc người ta giày xéo như vậy nữa thời ảnh nhìn nàng một cái nàng vội vã bày ra vẻ dịu ngoan vô tội nước mắt lưng tròng nhìn y thực sự đau quá đi y trầm ngâm một lát ngón tay khẽ động dây thường đang trói chặt nàng rơi xuống nhưng mà ngay tiếp đó ngón tay y lại vẽ một vòng tạo ra một luồng sáng bao quanh kim trướng à nàng thất thanh la lên cõi lòng đầy thất vọng sư phụ cởi bỏ trói buộc cho nàng rồi lại lập tức bày ra một kết giới thời ảnh đứng lên nói với nàng cục diện bên này đã khống chế được ta đã bảo giang thần tướng quân trong không tịch đại doanh mang quân tinh nhuệ tới đây tạm thời tiếp quản su xa đỡ ha lu chuyện còn lại chờ xích vương đến xử lý y đi ra khỏi lều dặn dò người hầu vài câu rồi lại quay vào trong con ở chỗ này ngoan ngoãn đợi đi ngọc phi và vân man có thể ra vào hầu hạ con những người khác đều không được trong lòng nàng cả kinh nhịn không được hỏi a người người lại muốn đi rồi phải đầu mối ta đang điều tra đã đứt ở chỗ này rồi cần phải lập tức trở về phía sau còn rất nhiều chuyện phải xử lý y dọn dẹp qua loa hành lý tùy thân cũng không cần buồn ngẩng đầu lên nói con cứ ở chỗ này đợi đi đợi khi phụ vương con đến đây, kết giới này tự nhiên sẽ được giải trừ. Con, con nhớ sư phụ lắm. Nàng liều mạng nhìn xuống cơn tức, cười lấy lòng. Đã 5 năm rồi, không gặp được sư phụ, sao có thể gặp một lần đã đi, không bằng cho A Nhan đi theo sư phụ đi mà. Vô luận chân trời góc bể, con đều đi theo sư phụ. Y nhìn nàng một cái, dường như hơi do dự. Vui ghê, Nàng mừng thầm chấp bụng, nhanh trí để lộ ra dáng vẻ đáng thương tội nghiệp, mà kệ hết đi, cứ phải trải qua được cửa ải này đã. Bất luận thế nào, theo sư phụ ra ngoài là một vòng, vẫn tốt hơn là ở lại chờ phụ vương áp giải đi. Nhưng mà, thời ảnh chỉ trầm ngâm dây lát đã lắc đầu. Không được, chuyện về sau rất nguy hiểm, không thể mang con theo được, con cứ nên quay về phủ xích vương trước đã, chúng ta vẫn còn có thể gặp lại chu nhan biết sư phụ nói một không hai dài giọng nữa có khi lại phải ăn đòn ngẫm nghĩ chỉ có thể lo lắng hỏi một câu người người viết lá thư đó không có nói phụ vương con là đêm đó con chuẩn bị đào hôn đúng không y lãnh đạm quét mắt nhìn nàng đáp không có tốt quá con biết ngay sư phụ không phải người lắm miệng mà nàng thở phào một hơi gần như muốn vỗ tay nhảy nhót lại thấy y lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách trịnh trọng đưa cho nàng trong năm năm này pháp thật của con thật sự tiến bộ quá chậm dựa vào thiên tư của con không nên để thành ra như vậy sau này đọc kỹ bút ký ta viết có thể sẽ có đột phá tạ ơn sư phụ nàng nhận lấy sách trưng ra một bộ mặt tươi cười tu luyện tử tế đừng có lười biếng nữa sau cùng y vẫn để lại cho nàng một nhiệm vụ gõ vào chán nàng nghiêm túc nói đợi lần sau gặp mặt ta sẽ kiểm tra bài vở của con đấy vâng vâng nàng gật đầu như gà mổ thóc trong lòng lại oán trách trăm nghìn lần thời ảnh nhìn nàng một cái không biết nhớ ra cái gì lại cầm quyển sách lại xoẹt một cái xé trang cuối cùng ra nói bỏ đi trang cuối cùng này con không học thì tốt hơn dạ nàng vừa nghe có thể học ít đi đương nhiên lòng đầy vui mừng chẳng buồn hỏi nội dung bị xé đi là cái gì luôn còn thời ảnh nhìn nàng như vẫn có gì đó không yên lòng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng rất khẽ không nói gì nữa mở ô ra xoay người rời khỏi kim trướng hoa tuyết rơi xuống mặc dù in hình cây tường vi thần điều trùng minh từ trên trời đáp xuống giữa cánh đồng tuyết mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tại kênh youtube kể chuyện đêm khuya